Phật độ mình không có vụ đó đâu. Phật cho mình cái phước, nhưng mà trí tuệ là Phật không có cho được. Mình cầu xin mà con nghèo quá, Phật cho con tiền bạc, cho con trúng số, thì biến ông Phật thành ông thần. Phật làm được, nhưng mà ngài không làm cái đó, giao cho mấy ông thần á, mấy bà chúa xứ, mấy ông thần quan công rồi đó thì được. Còn Phật là không bao giờ làm cái việc đó. Gieo phước bán giáng quả là Phật không làm. Phật thì chỉ con đường trí tuệ cho mình, chứ Phật không có tu trí tuệ thế được. À, con đi như vậy, con giữ giới, giới năng sanh định, là định năng phát huệ. Từ huệ này con phải nhảy giọt để qua minh tâm. Phải minh tâm thì con kiến tánh, là con thành Phật. Rồi mình dám giữ giới không? Dám tu thiền định không? Và dám quán xét để có trí huệ không? Từ trí huệ dám dứt bỏ, trí huệ dứt bỏ tất cả, để nhận cái lặng lẽ không? Thì ở với mình tới, đâu phải ở Phật, Phật là chỉ. Rồi quý vị bây giờ giới còn không chịu giữ mà. Chút nữa thọ giới là ăn có 10 ngày chay. Mà có người nói con ăn không được sư. Bây giờ con ăn từ từ 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày. Tôi nói bây giờ không có từ từ nữa. Hồi xưa thì tôi còn cho từ từ. Bây giờ nó cận rồi. Thời mạt pháp nó khổ quá, bây giờ 10 ngày. Đúng là phải chay trường, mà không được thì 10 ngày. Còn từ từ là tôi không có chấp nhận. Nó là cần bên, cận kề bên cái chết rồi. Thì tôi đã nói là 12 tháng 12 tôi không có bát, mà tôi cũng không có chấp nhận. Mà do quý vị, mỗi người của chúng ta, mà mỗi người chúng ta thì hợp thành 6 tỷ người. 6 tỷ người này có mình ở trong đó, thành ra mình phải cải sửa. Chứ mình muốn 6 tỷ người cải sửa làm sao mà được, chỉ có đó có Phật thôi mới làm được. Ông vua thì làm được một phần nào. Thí dụ tôi là vua thì tôi kêu bá tánh dân của tôi ăn chay, mà tôi phải ăn chay trước. Chứ tôi kêu nó ăn mà tôi không mặn thì nó làm sao nó nghe. Tôi phải chay trường. Thì tôi năn nỉ bá tánh ăn 10 ngày nó nghe. Cũng như tôi bây giờ ăn chay ngọ, tôi không giữ tiền. Tôi kêu bá tánh Phật tử đừng giữ tiền, ăn chay 10 ngày hoặc là ăn chay trường. Mà tôi giờ phải làm trước, là tôi phải chay ngọ. Thì Phật tử nghe tôi không phải sợ tôi, mà kính tôi. Cái gì kính là nó bền, kính là bởi vì có sự hiểu biết. Hồi xưa ông làm cố gắng ông giúp đỡ mình, thì mình muốn trả ơn ông là mình phải giữ giới. Cứ nói con nhớ ơn sư, con kính sư lắm mà con không tu gì hết, cái đó là cái bất kính. Thành ra tôi thường nói Phật tử đi về cực lạc mà gặp quý vị là kính. Còn có miệng nói kính mà về đó không có là bất kính. Thì tôi trở về đây tôi nhận nước. Cánh tôi nó khó vậy, hãy tu thì phải tu cho thật. Cái tu mà nó còn từ từ lai rai, hồi xưa thì nó còn xa, bây giờ nó kề cận rồi. Thành ra ngày 21 tháng 12 có thể xảy ra đúng, có thể trước đó, có thể sau đó, có thể không xảy ra. Do ai? Do quý vị. Nếu tụi con mình mà làm sao mà cải sửa 6 tỷ người trên này xưa. Một mình mới là quan trọng á. Một mình liên can tới 6 tỷ. Mà người ta bắt chước quý vị, người ta làm nữa rồi cả 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Thì 3 tỷ là ngang ngửa đó, chưa chắc là có thể đúng không đúng. Còn nếu ông vua thì cải sửa mạnh hơn, còn Đức Phật thì dư sức thôi. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ làm cái đó. Người ta nhớ trong cái chuyện kinh là Đức Phật còn tại thế. Ông tỳ kheo đó là ông xuất gia, trước ông là nhà chiêm tinh đại tài. Ông ngồi tối dòm cái gì sao, con biết cái nước này là 6 tháng hạn hán. Mà hạn 6 tháng thì chết mồ hết rồi. Nắng chết mồ luôn, mà 6 tháng liên tiếp thì cây cỏ lúa mùa chết hết thì đâm phải đói. Thì ông nói 6 năm chứ. Rồi Đức Phật, tôi sáng mới bạch Đức Thích Ca, con coi sao thấy nước này là 6 năm hạn hán. Đức Phật nói con coi lại coi. Tối con coi lại còn có 3 năm à. Ông nói trời, mình chưa từng coi sai, mới một đêm mà giờ tới sáng là thay đổi rồi. Ông chạy lại Đức Phật coi, lạ quá, con chưa từng thấy, còn có 3 năm à. Đức Phật nói ông coi lại coi. Nghe không, thì coi lại còn có 3 tháng thôi. Sáng ông mới nói trời ơi, 3 năm mà còn có 3 tháng, sao mà kỳ cục vậy. Ông bạch Đức Phật nói, ông nói con không hiểu, Đức Thế Tôn phải giảng cho con biết. Đức Phật nói nhờ cái Phật lực của Như Lai đấy,
Như Lai thấy chúng sanh mà nếu 6 năm mà chúng sanh chết hết, chịu không nổi. Chúng sanh cõi này nó là một mẫu giáo, còn 3 năm đó thì cũng lâu quá, còn 3 tháng đó thì nó ít hơn. Thì chúng sanh có thể đau khổ 3 tháng mà nắng hạn hán đó rồi chúng sanh bắt đầu tu thì có thể chuyển nghiệp được. Rồi sau nói chúng tôi đừng làm cho có được tháng nào được không, nói thì ta dư sức làm, nhưng mà làm vậy thì chúng sanh nó không tu, ta có lỗi, phải cho nó đau khổ, mà đau khổ vừa vừa thôi. Con người đau khổ quá thì không tu được, mà sung sướng quá cũng không tu. Chúng ta thấy coi, cái gì mà tọa nam giới là những người trung bình, còn nghèo mặc rệp, bữa đói bữa no thì không bao giờ ngồi nghe pháp như vậy được đâu. Về lấy cái gì ăn? Quá nghèo là không tu được, còn mấy người giàu quá thì không tu được. Ăn ăn mặn quen rồi, ăn đồ ngon quen rồi. Chúng ta thấy là cái ăn chay nó khó, mình quen rồi, quen cái miệng ăn mặn rồi, đồ ngon mà giờ bắt ăn chay thì làm sao? Mà nếu thọ tám giới còn khó nữa, à, ngồi sân ngồi ngồi ghế cao, à, ghế mà cao trên 4 tấc là không được ngồi. Nằm giường rộng tức là nằm chiếu bông này kia hơn, mà cái giường đó mà cả hơn một thước rồi là không được. Nó khó rồi. Giới thứ 8 là không xe xua chân diện, là mặc đồ ca tê, đồ mềm mà trơn láng mịn màng cũng không được. Vì giàu có để làm gì? Giàu mà không được hưởng, mặc đồ bố bố thôi. Thì chúng ta thấy là cái giới luật rất là khó, rất là khó. Nếu mà giữ 10 giới còn kẹt nữa, à, không rớ đến tiền bạc rớ thôi đó, đừng nói là ngầm cầm giữ tiền bạc vàng của quý. Radio, tivi, điện thoại, đứng tên xe hơi rồi kẹt hết trơn, thì cái đó mới là người tu. Thành ra 10 giới trở lên là qua Phật rồi đấy. Còn 8 giới là mới cõi trời sắc giới thôi, 10 giới mới là cõi Phật. Thôi đa số vậy ha. Thì chúng ta phải hiểu cái thân thứ nhất của chúng ta, bây giờ chúng ta đang ở cái thân đó, thì chúng ta sợ quá mới chạy lên cõi người trời. Cõi người trời cũng còn bên ngoài, còn ăn uống, nhưng mà cao thượng, tiết dục. Thành ra chúng ta thấy giới thứ nhất là không sát sanh, mà phải phóng sanh. Không sát sanh ăn tháng 10 ngày, à, chứ đúng là phải chay trường, thì 8 giới mới chay trường được. Thành ra cái này cao thượng hơn. Giới thứ nhì không trộm cắp mà phải bố thí, không lấy chủ không cho mà còn lại cho thêm. Giới thứ ba không tà dâm mà lại tiết dục, thì vẫn còn giống hệt ngoài đời, nhưng mà cao thượng. Giới này có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Rồi tới 8 giới thì ngon rồi đó. 8 giới không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không ăn chay trường, không nghe xe mắt múa đờn kèn, không trang điểm phấn son, không mặc đồ tốt nữa, đồ bô bố thôi. Thì cái này là không có vợ chồng nữa, không có nam nữ nữa. Chúng ta không hiểu cái sắc thân của cõi trời sắc giới đâu. Chúng ta tưởng tượng cõi trời sắc giới là giữ 8 giới thì đâu có gia đình, đâu có chồng con gì nữa. Mà cái đó là thân, còn là thân người à. Chừng nào quý vị sanh về cõi trời sắc giới thật sự, quý vị sẽ thấy là ở đó không có nam nữ, không có nam căn nữ căn nữa. Con người rất là đẹp đẽ, kêu là trong kinh kêu là bậc trượng phu. Trượng phu là bậc cao thượng, bậc dĩ nhân, bậc đại nhân. Thì quý vị tu đi giữ 8 giới rồi quý vị vãng sanh, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm, cõi còn niệm Phật đó là cõi trời sắc giới đấy. Nếu quý vị giữ giới 5 giới cho kỹ, quý vị có thể qua được. Còn giữ không kỹ là này khỏi cần niệm Phật, khó lắm. Thường thường niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là nhảy tùm lum. Và nên chúng ta thấy là cuộc đời này không thể thành Phật được. Người tới cõi trời vô sắc còn giữ nữa, bắt đầu qua đạo Phật rồi đấy. Không ăn sái giờ, từ quá ngọ tới ngọ mai, không rớt đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Sống rất là đơn giản, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ con, cõi trời vô sắc. Rồi tới xuất gia theo Phật, hành tứ y pháp thì mới qua đạo Phật. Tức là không ở chỗ nó đi lang thang khắp nơi, ban ngày thì xin ăn, ban đêm